đi em gái. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Anh Văn ạ. Em sinh năm 96 ạ. Em đến từ Sóc Trăng ạ. Em là nhân viên văn phòng tại công ty điện tử Asanjo ạ. Công ty ở đâu em? Công ty em ở Bình Tân ạ. Bình Tân, dạ, quê vâng. Thì ở Sóc Trăng. Dạ. Rồi. Em tên là gì em? Dạ, Nguyễn Thị Anh Văn ạ. Nguyễn Thị Anh Văn. Dạ vâng ạ. Chà, tên dễ nhớ nha. Rồi, dạ. Bạn trai, giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào tất cả các khán giả trường quay, chào anh Quyền Linh. Thì em tên là Tô Lâm Toàn. Em sinh năm 1995. Hiện tại em đang là kỹ thuật viên phần mềm điện thoại. Và em đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Sài Gòn luôn. Quê Sài Gòn luôn á? Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, hầu như là em không có điểm mạnh, em chỉ toàn là điểm yếu thôi. Trời ơi. Khiêm tốn rồi, ai cũng phải có điểm mạnh chứ. Dạ. Rồi, vậy em, điểm yếu của mình trước đi. Dạ, em là người nóng tính ạ. Em rất là bướng nữa. Đối với những người thân trong gia đình thì sao cũng được. Nhưng đặc biệt với bạn trai em rất là khó tính. Trời ơi, sao tự nhiên bối mỗi người thì dễ mà với bạn trai là khó tính là tại sao? Tại vì với bạn trai thì sau này em với bạn đó sẽ là ở chung với nhau á. Cho nên là không thể nào dễ tính với bạn đó được. À, phải có một cái ưu điểm chứ, đúng không? Dạ, em là thuộc người hoạt bát, em hòa đồng, với lại em là thuộc thể người dễ giao tiếp. Nói chung ai em cũng dễ làm thân được. Rồi, vậy là được rồi. Rồi, mời bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em. Ưu điểm em là khá hòa đồng trong cái công việc mà có thể là hát, đàn và ca. Khuyết điểm? Em có tật xấu ghê lắm. Xấu gì? Ngủ xấu. Ngủ xấu hả? Dạ. Ngủ sao xấu? Lằn ngái to. Khi cười nó cũng hơi bị lố. Dường lố. Cười hả em? Thì cười nó bị cười lố. Lố là cười sao? Hay là cười thử đi anh. Đúng rồi, cười thử coi sao. Ủa cái gì, đâu có gì đâu là lố. Đúng rồi, đâu có lố. Nhưng mà khi mà cái cao độ nó lên cao thì nó rất là lố. Bạn gái có cười lố không? Dạ, cười như con trai anh. Hả? Thử cười thử coi. Sao thử đi. Em cười là người ta quê luôn á. Giống như là em thấy cái vấn đề đó giống như là nỗi đau của bạn đó, em sẽ cười đến nỗi bạn đó quê, bạn trời đó bỏ đi luôn. Cười lên nỗi đau ta đó hả? Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua tổng cộng là 5 mối tình. Trời ơi. Mới nhất là em có quen một bạn đó cũng lớn em 1 tuổi. Em và bạn đó mới chia tay đây cách đây trước Tết. Mối tình nó sâu đậm không? Gia đình và công việc không hòa hợp được thì tụi em đã không chọn đi chung một con đường nữa. Qua 5 mối tình em rút ra kinh nghiệm tại sao phải chia tay các mối tình đó và cần làm gì để chúng ta có thể tốt cho mối tình sắp tới. Điều tâm đắc nhất mà em nghĩ sau 5 mối tình em rút ra được là không nên nhìn phụ nữ bằng cặp mắt bình thường của đàn ông. Chứ mình nhìn bằng gì? Mình phải nhìn một cách tinh tế hơn. Ví dụ như mình đã xác định quen họ thì cũng như là mình phải hiểu họ được và hiểu họ cần cái gì vào lúc nào. Ví dụ như không phải là lúc nào mình cũng phải em phải A, B, C, D, B, F gì đó. Không thể nào mà theo mình hoài được. Chứ 5 mối tình em chưa hiểu ai chứ hả? Em hiểu nhưng mà tao không hiểu em. Lạ vậy. Là sao trời? Và nhiều khi họ cần là họ cần cái thời gian dành cho họ nhiều đúng hơn. Đúng rồi, phụ dạ. Nữ mà cần đàn ông chăm sóc họ, quan tâm đến họ. Em gái mấy mối tình? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Là thời sinh viên của em là được gần 2 năm ạ. Sau khi chia tay bạn đó thì em chưa quen được bạn nào là mối tình ạ. Lúc tụi em quen là thời sinh viên. Sau khi ra trường thì mỗi người có một cái công việc và môi trường khác á. Khoảng cách địa lý rất là xa nữa. Bạn đó bây giờ ở Phú Quốc. Em cũng hay ghen nữa. Cho nên là chia tay là tốt nhất. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em mong người bạn trai của em thứ nhất là cao 1m7. Công việc của bạn ấy phải là một công việc ổn định. Mét mấy? Dạ, 1m7. Da trắng, không để râu, không hút thuốc, không được đầu hói, không được bụng bự. Từ từ em, da trắng, con trai mà da trắng hả? Dạ, đừng có đen quá. Da trắng, không để râu, không hút thuốc, không hói, không bụng bự. Dạ. Em nhiều yêu cầu vậy. Còn gì nữa không? Ở nhà thì sao cũng được, nhưng mà khi ra đường là không được mang dép lào, không được mặc quần sọt, không mặc quần đá banh, không mặc áo thun ba lỗ, đi ra đường phải chỉnh chu, phải đẹp trai. Hèn chi, cô em. Chị gái, chị gái. Nhìn mặt cái coi. Em chào anh ạ. Trời ơi, chào em. Sao mà yêu cầu nhiều quá vậy? Dạ, đó là lý do ế của em ạ. Lý do ế người ta giảm bớt chút đi. Dạ, em có giảm rồi đó anh. Giảm rồi đó hả? Dạ. Thôi giờ hình dung đi, một cái người mẫu của em là như thế nào đi cho nó dễ đi. Dạ. Đẹp trai cỡ Trấn Thành là được rồi anh. Mày cũng trấn. Trấn nước. Dạ nói vậy thôi chứ trai đẹp thì để ngắm thôi, còn trai xấu mới là trai của mình. Quan trọng mình yêu thương nhau thôi. Dạ. Cái tiêu chí đưa ra dài quá anh đây anh cũng sợ biết không. Dạ. Nhưng mà hỏi một điều quan trọng thôi là em ghét nhất cái điều gì ở đàn ông? Lăng nhăng anh. Kiểu như là ga lăng quá, giống như là ngày nào mình bị mất bạn trai không hay á. Chứ danh sách mà đề nghị thấy cũng dài lắm á. Rồi bên kia mẫu người lý tưởng của em sao em trai? Dạ thì mẫu người lý tưởng của em thì cô gái đó cao bằng em hoặc là thấp hơn em cũng được. Em mét mấy?
Em 1m7 chẳng. Em thì không cần mập quá cũng không cần ốm quá. Cô đó đưa ra cái tiêu chuẩn dài dòng dọc như vậy á, em cảm giác em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Tầm 70-80%. Nhưng mà anh có hút thuốc không anh? Thì lúc trước có, bây giờ là đang trong quá trình được gọi là giảm với lại là kiêng luôn. Thường thường em thấy bạn trai hay nói là anh thương em, anh sẽ vì em sẽ bỏ tất cả, nhưng mà cuối cùng quen được rồi cũng hút cái bình thường. Cái đó không có đâu. Như là những gì anh hứa với em có hứa cho vui không? Nếu như mà mình cái gì mình hứa được, mình làm được thì mình mới hứa. Nói chung là con trai thì nói được sẽ làm được, em mong anh như vậy. Mọi người con gái em thích nữa là tóc ngắn xíu cũng không sao, đeo mắt kính thì càng tốt. Bên kia lấy kiến đeo vô đi. Nhưng mà lỡ em không thích đeo mắt kính thì sao anh? Không sao hết, đó chỉ là mẫu người lý tưởng của mình đưa ra thôi. Nhưng mà lỡ em bướng quá, em không nghe lời anh, em hay cãi anh, em hay giận hờn vu vơ thì làm sao? Em bướng thì anh nương. Thiệt không? Thiệt. Trong tình cảm mà một người càng nóng mà người kia nóng hơn thì chắc chắn đổ vỡ. Mà một người nóng, một người lạnh, mà một người làm nguội đi bớt thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Em ít tuổi nhưng mà thường thường suy nghĩ em cũng hay chín chắn á. Thì nhưng mà đôi lúc em cũng hay trẻ con, thì anh có chịu được cái tính đó của em không? Anh thích trẻ con mà. Nhớ nói đó nha. Rồi có cần tôi coi mặt giúp không? Dạ có ạ. Bụng hơi bự được không? Dạ chắc để em xem mặt lại. Được. Chừng nào tiến tới hôn nhân được em trai? Trong vòng từ 5-6 năm. Có thể sớm hơn. Thì 5-6 năm là sao? Thì bây giờ em là mới 23 thôi. Trời ơi, bây giờ tới 5-6 năm nữa mới lấy vợ hả? Có thể nó sớm hơn. Công việc đã ổn định hết, có thể sớm hơn vẫn cưới được. Để chị hỏi bạn gái cái em muốn chừng nào lập gia đình? 2-3 năm nữa cũng được chị, không sao. Bên đây 2-3 năm thì nghe được rồi. Chứ 5-6 năm nó xa lắm, còn xa đúng lắm rồi. Em có làm dâu không? Làm dâu được. Em thì ở rể. Ta hỏi là mai mốt lấy vợ về á, có vợ có cần phải làm dâu mẹ mình, gia đình mình không? Bạn ấy muốn em ở rể, em vẫn ở rể bình thường. Không bắt buộc bạn đó phải làm dâu. Hai cặp thì cũng hợp lý đó, ông này cũng sức dầu thơm thơm thức luôn vậy đó. Con trai bây giờ điệu hơn con gái nữa thiệt tình. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi, em trai đi với ai? Hẹn em đi với cháu em. Chào cháu. Dạ chào cô và chú Quyền Linh, chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Lâm Mục Ngân, là cháu của cậu Ti. Rồi. Này cháu thấy hai cô chú trên này sao? Dạ cũng được. Có cái một cái tật lạ là cậu em thích hát vào 12 giờ đêm á. Ý là hát vu vơ hay là sao? Dạ không. Có khi mà đang ngủ giật mình luôn á. Hát mình. Dạ đúng rồi. Mà hát lớn hay là hát có micro hay là hát không hay là? Dạ hát hát đàn đó cô. Vừa đàn vừa hát. Dạ đúng. Ngồi rồi. Ngồi một mình. Dạ đúng. Có rồi. Có bị tự kỷ không em? Dạ không. Bây giờ đó mới thả hồn theo âm nhạc. Dạ. Mong là hai người thành đôi. Con thấy cậu con hát con nghe con thích không? Dạ cậu con hát cũng được. Khuya 12 giờ con hát thấy con thấy thích không? Giật mình. Chỉ có vợ cậu con còn nghe được chứ hàng xóm ta cũng không chịu đâu. Cảm ơn con. Hôm nay con gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai ạ. Dạ chào cô. Kính thưa mà cô Cát Tường với chú Huyền Linh, tôi là mẹ của anh Văn. Thấy bạn thì cũng được. Quyết định của con à, má cái gì cũng được mà. Nhưng mà má thấy thì má ưng không? Má dò má, má thấy thì chút đi. Sao mà nghe nói mà nửa đêm lên ca má cũng hết hồn. Má sợ rồi ha. Má thấy sợ rồi. Lâu lâu hát một lần nghe cũng vui mà. Lâu lâu hát một lần thì nghe vui rồi mà hát hoài người ta sợ. Bây giờ đầu tiên á, mở rào ra đó, em sẽ thể hiện cái tài năng tài lẻ của mình cho cô ấy nghe, cho cô ấy thấy ha, để gây cảm tình với cô ấy được không? Dạ được. Rồi. Rồi, kéo rào. Thì chào anh, tên là Toàn. Dạ, em tên là anh Văn. Anh cũng có chút tài lẻ thì anh biết sao thì có thể hát tặng em bài và tất cả các khán giả tại trường quay. Rồi, đây. Có sẵn đàn cho em luôn. Hay là anh đàn em hát có được không? Em hát bài Duyên Phận có được không? Cái bài Duyên Phận đó thì anh chưa có biết trước. Ừ. Thì em cứ hát thì cái nào anh hát theo được, anh hát theo hộ em. Ok anh. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Không biết rồi, anh hát đi, vậy anh hát đi. Rồi, người hát một dòng nhạc mà một người đàn một kiểu nhạc. Coi như đây là 12 giờ đêm đi em. Em
là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngậm ngừng khi đôi tim dùng tình yêu đường? Đừng ai chỉ vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau, dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mắn bao lỗi lầm. Đừng mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi che cho em một đời về sau, mãi vững tin cho em một bờ vai ấm mềm. Khi em yêu lòng, khi em môi mềm, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Baby, baby, do you wanna marry me? Baby, baby, do you wanna marry me? Baby, baby, do you wanna marry me? Rồi, yêah, man. Rồi, đưa đây, đây, đây. Đó, bây giờ mình tặng quà gì tài lẻ của mình, làm bánh gì đó tặng cho em gái đi. Ủa, bánh làm luôn đó hả? Hay quá. Đây đây, có tặng. Tặng em này, bán anh cho. Dạ, em cảm ơn. Rồi, tâm sự đi hai bạn, cảm nhận về nhau đi. Trong lần đầu tiên gặp mặt mình thấy như thế nào? Anh nói trước đi. Cái tiêu chí của em đề ra thì anh không có được khoảng 100%. Nhưng mà nếu như mà có cơ hội được đi với nhau xa thì anh có thể hoàn thiện mình theo từng ngày. Dạ vâng, nhưng mà em hay ghen lắm. Nhìn gái đẹp thì bình thường, em cũng nhìn gái đẹp, anh cũng nhìn gái đẹp. Nhưng mà quan trọng là người đẹp trong lòng của mình nhất là vẫn phải là hai đứa mình. Không ai có quyền cấm mình phải nhìn hết. Nhưng mà quan trọng là đừng có đi xa quá với cái vấn đề là nhìn thôi. Nếu như mà có nói chuyện thì cũng nói chuyện xã giao thôi. Ví dụ như tính chất công việc của em hay nóng tính. Với lại em mà bực chuyện trong công ty là em hay dồn chút hết vào người yêu của em. Thì anh có thấy là khó chịu không? Anh có thể làm em bớt được cái sự nóng tính đó thì anh sẵn sàng. Em hay giận vu vơ lắm. Lỗi không phải là của anh nhưng mà em cũng giận anh thì sao? Quan trọng là hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau. Tính em là anh mà sai là em không bao giờ cho anh giải thích. Thì không giải thích được ngày hôm nay thì qua ngày hôm sau mình giải thích. Không có cơ hội để giải thích. Sai là không có giải thích. Nếu như sai mà không có giải thích thì chia tay. Đúng rồi, sai là chỉ có chia tay chứ không có giải thích. Dễ ế đó. Thì vậy. Như sai nhưng mà mình phải cho người ta cơ hội để giải thích và cơ hội để sửa sai. Đúng rồi. Tại vì trước khi sai thì tại sao mình không thể chia sẻ với nhau trước khi cái vấn đề đã xảy ra? Trời ơi, con mà người để sai mà em rồi làm mới sao được. Mà không sai được. Ví dụ bây giờ mình chưa về chung nhà thì làm sao mình giải thích được với nhau liền được? Thì công việc của anh nó đang có một cái vấn đề, ví dụ như em đang nhắn tin, bạn đó nói chuyện bình thường đi. Mà ngay lúc đó anh đang làm kỹ thuật phần mềm thì khi lúc đó khách vô đông quá anh không thể trả lời tin nhắn em được. Và cũng không thể giải thích cho em được là không lẽ tại lúc đó khách đông anh không có nhắn tin cho em được. Thì ví dụ như lúc đó em không cho anh thời gian giải thích thì làm sao em biết được là anh đang trong tình trạng như thế nào? Em là người của công việc, em bận tới nó mà không trả lời bạn trai được. Cái đó em hiểu được vấn đề đó, nhưng mà ý em đang nói đây giống như là tại sao trước khi anh chở một cô gái đó anh không nói với em là hôm nay anh đi với cô gái đó như thế nào? Em mà thấy rồi thì thôi, kiểu như là sai không có giải thích. Vậy thì phải nói vô cái chủ đề ghen. Cái trong cuộc sống anh nói không được sai. Trời ơi, một ngày tôi sai 80 lần luôn. Ghen dữ lắm đó. Chịu nổi không? Dạ cực kỳ ghen. Phụ nữ mà ghen thì bình thường, ghen dữ lắm thì mình cho một tí nước lạnh vô là nó hết ghen thôi. Vậy em thích kiểu người lãng mạn thì sao? Cái đó lạnh dư rồi. Công việc của em á, nhiều khi em hay đi nhậu với lại sếp nè, với lại mấy anh đồng nghiệp nè. Thì nếu như mà trong trường hợp đó là vì công việc và nói chung là không có gì là quá cái giới hạn thôi thì cứ nhắn tin cho anh trước, nhưng mà đừng có gì trong cái cuộc nhậu, đừng có gì là làm quá lên thôi. Đâu có gì, là đi nhậu lỡ say thì lỡ nắm tay nắm chân thôi chứ có gì đâu mà. Cái đó sao lỡ được? Cái đó thì say mình đâu có kiềm chế được bản thân đâu mà. Sai rồi, say không được giải thích. Say là không được giải thích. Sai là không được giải thích đó. Chính xác. Thì được cái anh không biết nhậu. Anh không biết nhậu hả? Anh không biết nhậu. Anh em của em là ai? Nói chung là khi về làm kể nhà em đều phải biết nhậu. Mà từ từ quê em Sóc Trăng là nhậu mạnh lắm. Mẹ anh quê cũng Sóc Trăng. Ồ vậy hả? Vậy nhưng mà nếu như lỡ mình có đi đến hôn nhân thì anh sẽ làm gì để giúp cho cái gia đình của mình nó được tốt hơn? Một cái gia đình mà tốt là phải tốt từ gốc trước, cả hai đều tốt và đều yêu thương nhau. Nghĩ về một ngôi nhà thì chắc chắn gia đình nó sẽ hạnh phúc. Nếu đã xác định từ nhau cùng nhau đi từ đầu thì nên cùng nhau xây từng viên gạch. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và nói cảm nhận của mình. Khi mà mở cánh cửa ra anh nhìn gặp được em thì anh cũng hơi run một tí. Cái mẫu người đàn ông của em thì nó hơi cao hơn với anh tí, nhưng mà đối với anh thì chỉ cần em gật đầu là cái gì anh cũng chịu. Dạ, nếu mình chịu đựng được nhau, nếu mình cùng nhau vượt qua thì sẽ là ổn thỏa thôi, đúng không? Anh thấy thế này, cuộc nói chuyện bây giờ cũng khá căng thẳng ha. Em gái nên bớt cái khó tính mình lại chút xíu. Chàng trai bên đây á, năng động, cũng nhanh nhạy, biết
chịu đựng được hay không. Cái khó đó quan trọng, mỗi người sẽ dìm bớt cái cá nhân, cá tính mình lại chút xíu thì mới ổn nha. Bây giờ chúng ta phải nhắm mắt lại, kiểm tra lại một lần nữa. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn nha. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn, như những gì anh Quỳnh Linh đã vừa mới nói. Không thích không sao cả. 1 2 3 Bên ngoài thì rất là xứng đôi đó, nhưng mà phải bớt cái tôi mình xuống một chút xíu. Lạc mềm buộc chặt, nhẹ nhàng mới giữ được chồng. Sẽ là bản thân mình trước, giới thiệu về đầy đủ thông tin, họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình đang làm là gì nhá. Dạ vâng, vâng. Mình nói to lên, tiếng mình chưa nghe được á. Dạ vâng, em nghe rõ rồi chị ơi. Ừ. Rồi mình bắt đầu đi. Vâng, em giới thiệu bản thân. Em tên là Đỗ Ngọc Anh. Năm nay em 33 tuổi. Em ở Phú Thọ. Công việc của em là cơ khí xây dựng nhà. Ừ, là mình vẫn đang làm ở ngoài Phú Thọ luôn hả? Dạ không, em làm ở ngoài Hà Nội chị ạ. À, đang làm ở Hà Nội. Nếu như mà chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh, mình có vào được không? Dạ, nếu như mà chương trình ghi hình phải thông báo giúp em trước độ khoảng 2-3 hôm để em sắp xếp công việc. Ừ, rồi ok. Bây giờ Ngọc Anh chia sẻ một xíu về bản thân mình đi. Gọi là mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu nổi bật như thế nào ha? Dạ, em thì có điểm yếu là ngại giao tiếp và cũng nói chung là cũng hơi nóng tính một chút chị ạ. Ừ, rồi ngại giao tiếp ra sao mà tự tin mạnh dạn để đăng ký tham gia chương trình? Lên chương trình là có biết nói chuyện với bạn gái hay không? Dạ chị ơi, nói chung là em cũng ít giao tiếp, ngại, không biết mở lời với con gái như nào chị ạ. Ừ, ngại như vậy thì hồi trước giờ mình đã từng yêu ai chưa? Yêu cô nào chưa? Dạ có rồi chị ạ. Rồi thế thì chia sẻ cho chị nghe những cái mối tình trước đó của mình đi. Yêu như thế nào, yêu bao lâu ha? Đây là câu chuyện của mình cho nên là mình chủ động mình chia sẻ nè. Dạ vâng, em đã có 2 mối tình rồi nhưng mà cũng chưa yêu lâu chị ạ. Chỉ là thời đi học thôi thì mình quen biết, mình yêu tuổi học trò thôi. Rồi là yêu bao lâu sao mà lại chia tay? Em yêu nhau được 5 tháng thì chia tay lại vì hai người học trường khác nhau ấy chị. Thì là ít nói chuyện, xong cũng do việc học nữa nên là bọn em ít nói chuyện thì là dần dần không nói chuyện nữa, thành ra chia tay thôi chị ơi. Ừ. Là hồi trước là mình học trường gì? Hồi trước em học trường nghề điện ra chị ạ. À, mà tính mình là hồi giờ là cũng nhẹ nhàng như vậy á hả? Dạ vâng, em vẫn bình thường vậy mà chị. À, mà mình thích là thích gái hay thích trai? À, trời ơi, em là con trai mà. Ừ, là con trai nhưng vẫn có thể thích con trai mà. Không, là trai thật sự luôn, không phải là 50-50 chị ơi. Ừ, mà mạnh mẽ đúng không? Mạnh mẽ, tự tin đúng không? Trời, chị thấy em là nhỏ nhẹ rồi này kia quá, chị tưởng đâu là thích trai. Trời ơi, không chị ạ. Ừ, rồi vậy thì là bây giờ em mong muốn tìm một cô gái như thế nào để phù hợp với mình? Nói chung là với cuộc sống hiện tại của em thì em cũng chỉ muốn tìm một người bạn gái cùng nhau cố gắng, cùng nhau vì cuộc sống mà vươn lên thôi, chứ kinh tế của em cũng không phải là khá giả nhiều nên là cũng không thể nào mơ ước một cô gái mà họ hoàn thiện quá đấy chị. Ừ, còn ngoại hình cô này cũng như là tuổi tác, vùng miền ở đâu thì được em? Em thì em cũng không quan trọng về vùng miền, em cũng chỉ mong muốn là một người còn không là cùng trà lứa với em thì nó sẽ dễ nói chuyện hơn chị ạ, dễ hiểu nhau hơn. Ừ, là bạn này và em có yêu cầu là phải ở ngoài khu vực Hà Nội không hay là như thế nào? Dạ không, em thì em chỉ cần là khi mà đến mà gặp được nhau, hợp nhau mà xác định sống được với nhau thì bất cứ nơi đâu cũng được chị ạ. Ừ, có nghĩa là trước mắt là vẫn có thể chấp nhận yêu xa được ha? Dạ vâng. Rồi nếu mà lên gặp cô gái thì em làm gì để mà tỏ tình thuyết phục bạn gái? Có ca hát này kia đồ được không?
Bây giờ em cũng không không biết nữa, tại vì em cũng không biết thuyết phục làm sao chị ạ. Trời ơi, cái này là phải bản lĩnh mình lên chứ, công sức mình tham gia chương trình mà nhát quá sao được. Ok, hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi, để mình tập làm quen cái cách chia sẻ như thế nào ha. Nếu mà mình được chọn phù hợp với tiêu chí của chương trình là lên truyền hình á, thì chương trình sẽ thông báo lại cho mình biết, cũng như là sẽ có biên tập trao đổi thêm về nội dung cho mình ha. Dạ vâng. Ừ, rồi cảm ơn Ngọc. Giùm em ha, họ và tên, Dạ. quê quán, nghề nghiệp. Dạ em mời anh ạ. Dạ. Mình là Kiều Thúc Bảo, sinh 1970, nghề nghiệp là tài xế, gốc Bình Định, đang cư trú tại nơi ba mẹ là xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Ừ, rồi ok. Anh làm tài xế là tài xế đường dài hay là tài xế gì, tài xế xe lịch, gì anh? tài xế du lịch cho mình. Ừ. Chạy xe hợp đồng 7 chỗ. Dạ. Ừ. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì anh? Điểm mạnh của mình là yêu âm nhạc Ừ. và hòa đồng với mọi người. Rồi, yêu âm nhạc thì thôi anh gửi tặng ekip một hai câu hát ha. Vậy hả? Dạ, hát bài nào cũng được anh. Tụi em Vì đang đó chưa ai là hát hết. em nè. Vì đó là em nè. Dạ, rồi mời anh. Rồi cắt vô đoạn nào đó thôi nha. Dạ, hát đoạn Để nào. rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn, một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng. Được chưa bạn? Rồi, cảm ơn anh. Ừ, thấy cũng được nè. Rồi, Rồi điểm yếu của mình là cái gì? em yếu của mình là nghĩ và lo cho nhiều người quá rồi thất bại. Ừ, Thật sự rồi còn cái gì nữa không anh? mình sống về cái vấn đề về luôn nghĩ về người khác, đến khi cái giá trị của mình không nhận được lại những cái gì chia sẻ, mình phải buộc đó là điểm yếu của mình. Nhưng mà không sao, cứ sống từ tâm thì mỗi điều ơn trên sẽ ban cho mà, đúng Ừ, rồi, không? ok anh. Về tình trường thì anh đã quen mấy mối tình rồi, rồi anh đã kết hôn chưa? Nói chung là anh có bà xã, chia tay từ 2008, về tìm hiểu cũng gặp đôi ba lần, nhưng mà tiêu chí đối phương nhìn vào về kinh tế nhiều quá, tại không đáp ứng được thì đành thôi, chứ chưa có sâu đậm gì hết. Là quen thôi chứ chưa có cưới hả? Đúng rồi, không cưới, chưa bao giờ Ừ. cưới lần hai. Anh kể về cái cuộc ly hôn của anh đi, quen bao lâu rồi về bao nhiêu lâu rồi có Là con không? anh với bà xã là hợp nhau năm 1990, hai anh là năm đó là anh 29 tuổi, thì Ừ. cháu đầu lòng có bà xã, cháu đầu lòng năm 94, cháu thứ hai là năm 2000. Rồi cuộc hôn nhân đổ vỡ chỉ vì bất đồng quan điểm và dẫn đến chia tay. Bất đồng Là quan từ điểm là bất đồng cái gì anh? Mình bất đồng quan điểm có nghĩa là vợ chồng không đồng nhất, rồi cộng đến những cái tiêu chí gia đình hai bên xui ra đập lộn với nhau rồi nhiều lắm, anh không kể hết được thật. ừ, nhưng mà đỉnh điểm nhất là cái gì mà khiến anh chị chia tay? Niệm đó là về kinh tế, Ừ, rồi. thấy anh khó khổ quá rồi sinh ra, mà phía vợ anh là cơ ngơi, gia đình giàu có, cũng có tên tuổi của địa phương đó, làm Ừ. rơi cho anh vào tình trạng cảm thấy là buồn. Con của anh là con trai hay con gái? Hai bạn á. Hai đứa gái đậu, năm nay anh có cháu ngoại 2 tuổi rồi, Ừ. và Rồi. có cháu nó mới sinh một đứa con trai chừng tuần này thôi, Ừ. và một cậu con trai mới đi bộ đội nghĩa vụ về xong. Ừ. Ừ, Là từ hai anh bạn kia là ở với mẹ hết hả?
ở với hay mẹ, là ngày tại tại sáng ngày xưa là lúc mà ra tòa ly hôn với bà xã đồi chia, và mình không có chia, mình nói thôi để lại cho con hết đi, thì sau này lỡ nếu chia làm ăn thất bại thì con mình ở đâu. Thì cuối cùng thì thôi giữ lại cho con hết. Thật sự hiện tại là bà xã cũng chưa có quen ai thương ai hết. Nhưng mà không hàn gắn được, không gắn được. Thật sự nó là vậy. Rồi trong thời gian đó thì anh chỉ tìm hiểu một người thôi. Anh tìm hiểu một người mà cái người đó là ba mẹ anh với cái người bạn ba mẹ anh tác hợp. Cũng ở thành phố phường 1 Trần Quốc Tuấn, Gò Vấp. Rồi sao mà hai anh chị không đến với nhau được? Cũng đến rồi, cũng sống thử rồi, nhưng mà anh chấp nhận được, anh như là một công cụ vậy đó. Thành anh cảm thấy anh buồn thôi, anh thưa rồi anh rút lui. Công cụ là sao anh? Thì cái dùng từ công cụ anh nói nè, ví dụ là cô đấy có hai người con. Khi anh về thì mọi cái trong ngoài anh tất tật. Nhưng mà anh nói đây là để tâm sự chứ không phải là kể công nha. Nhưng mà khi cái người mình thương họ không quan tâm, không nói hỏi về vấn đề mình sức khỏe. Ví dụ anh nói là khi hỏi điện thoại về anh thì hỏi là thế gì, ví dụ là anh khỏe không, rồi bắt đầu mình tiếp chuyện đúng không. Nhưng mà khi 10 lần đi chục trăm lần như ngàn điện vào là con đâu rồi, anh chở con chưa, anh đón con này kia nổi không. Đôi lúc mình cũng cảm thấy những đứa trẻ đối với anh thì khi tác hợp vào, anh không kén vì một người phụ nữ nào có gia đình hay có con gì hết. Nhưng những đứa trẻ là những đứa vô tội, mình phải cùng chung tay chung lắp cho nó, nuôi nó thành người. Cái điều đó là anh. Nhưng cái sự quan tâm gia đình, cái chia sẻ cái hạnh phúc, người mình phải cẩn trọng và quan tâm với nhau. Dạ, rồi ok anh. Đưa anh vào cái công cụ anh không thích. Nó là bản chất anh thật sự nó vậy. Dạ, rồi giờ anh mong là anh với chị không có anh chung, rút là từ khi nào? Anh độc thân rồi từ khi nào? Anh nếu mà nói từ độc thân là anh với bà xã trước là từ 2008. Rồi anh tính cái chị này đi nè, anh tính cái chị mới đi. Chị này là anh giá vô chứ chưa có học thức. Rồi rồi rồi, thì là anh với anh độc thân, anh không quen ai bao lâu rồi? Anh không quen từ 2015 tới giờ. À rồi ok, thì cũng lâu rồi. Thì bây giờ đến với chương trình thì mẫu người anh mong muốn là như thế nào? Anh chia sẻ với em về ngoại hình, về những cái gì mà anh mong muốn đi. Rồi anh nói nha, thì anh không cần người phụ nữ nào cầu kỳ lắm đâu, đẹp lắm đâu. Nhưng người phụ nữ hiểu cho hoàn cảnh của anh là được. Rồi ok, là bây giờ là đó, anh ly hôn rồi, người ta cũng ly hôn, ta cũng nuôi con, là anh vẫn ok đúng không? Còn anh là không có nha, không còn vướng bận gì về con cái hết. Anh là... Rồi, giờ bây giờ anh cho em biết là về ngoại hình như thế nào, anh có hình mẫu nào nhất định hay không, độ tuổi cô đó ra làm sao để phù hợp với anh? Bây giờ nè, với anh là anh không cần về người trẻ lắm, mà cũng không cần người lớn hơn anh lắm. Rồi cần khoảng bao nhiêu nè? Anh cũng không cần cái người đẹp lắm. Dạ anh ok đẹp. Nhưng mà mình cụ thể giúp em, tại vì em cũng là người mang mối thôi. Thì ví dụ như anh thích mẫu hình như thế nào thì em phải đi tìm cho anh mẫu người đó. Chứ mà bây giờ mà anh cứ nói chung chung vậy thì em không biết. Bây giờ là cái mẫu người để anh nhìn được, là nhìn thấy được là được. Anh nhìn thấy được nhưng mà em không biết là anh mẫu người nào em thấy được. Ví dụ cao bao nhiêu nè, da trắng, da đen, mắt dài, mắt ngắn gì. Em nói về cái thước mập dạng đúng không? Dạ đúng rồi. Cao tầm khoảng chừng dáng hình mập ốm gì đó, chuyện đó anh không quan trọng. Để anh yêu cái tấm lòng của người đó. Anh không đi về ngoại hình hay mạo tướng. Nhưng mà cao tầm khoảng chừng 1m6 là được. Rồi cao 1m6 rồi. Giờ da trắng, da đen, tóc dài, tóc ngắn gì nè anh?
không, trắng đen dài ngắn gì cái điều đó anh không quan trọng, nếu tóc ngắn thì mình thích thì mình giữ thôi đúng không? Rồi độ tuổi khoảng từ bao nhiêu tới bao nhiêu nè? À, khoảng chừng nếu nhỏ hơn anh thì khoảng chừng từ 45 với tuổi anh là được. Rồi 45 ok, 45 độ lại. Đổ lên. Đổ lên tuổi anh đó, rồi. Rồi công việc của anh, của chị đó như thế nào? Rồi ví dụ như quê quán của chị đó ra sao? Ví dụ như là chị đó về làm dâu nhà anh được không hay như thế nào? Anh thì bố mẹ anh lớn tuổi lắm rồi, 8 mấy rồi, không làm dâu. Về ở cùng thì được đó. Ừ, rồi. Hoặc là người ấy có cơ ngơi anh vẫn phải ở. Vẫn ở là nó không quan trọng mấy. Ở làm sao bây giờ ở trong cung điện cũng vậy mà sống không phải thì cái cung điện nó cũng vô nghĩa. Rồi ok anh. Rồi những cái đó thì giờ bên em đã ghi nhận hết rồi. Rồi bây giờ anh có cái yêu cầu gì đặc biệt nữa hay không? Anh yêu cầu là khi gặp mặt với nhau anh mong là cái người mà khi lên chương trình, khi anh thổ lộ và nhìn anh được, hiểu được cho anh, nói chung là mình đến với nhau vì tình yêu thì đầu tiên mình dẫn đến tình yêu, cảm nhận được tình yêu. Sau đó trong tình yêu thì nó cũng đến về vấn đề về công việc và hạnh phúc để mưu sinh. Thì cái đó tay trong tay mình sẽ tạo lên và xây dựng được mọi thứ. Rồi ok, em sẽ nếu mà chương trình tìm được người cho anh thì chương trình sẽ liên hệ lại với anh ha. Thì bằng cách tiên đến đây thì em xin kết thúc ha. Rồi anh có thể rời cuộc gọi rồi. Rồi cảm ơn anh. Rồi cảm ơn em, có gì nhờ chương trình hỗ trợ giúp cho anh được phù hợp nha.